Chào mừng các bạn đến với kênh Trần Sĩ Tâm của mình. Gặp lại các bạn, trong lòng mình cảm thấy rất là vui. Và ngày hôm nay đáng lẽ là mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái đề tài, đó chính là cách biến video livestream phát trực tiếp thành video của bạn và ghép đoạn vlog vào cái đoạn livestream phát trực tiếp đó luôn. Nhưng mà vì một số cái vấn đề, đó chính là mình chưa chắc chắn và chưa sẵn sàng được các bạn, tại video đó làm rất là khó. Mình sợ là một số bạn mà mới bước chân vào làm YouTube tập làm theo và sẽ bị dính gậy bản quyền cũng như nguyên tắc cộng đồng do làm không biết làm. Nên mình sẽ cố gắng mình làm một cái video thật là chi tiết để mình chỉ cho các bạn làm khoảng chừng 90% là thắng thì mình mới dám chỉ các bạn. Chứ để chỉ các bạn mà các bạn làm không kỹ thì các bạn sẽ bị dính nguyên tắc cộng đồng và gậy bản quyền, thì rất là đáng tiếc cho các kênh của các bạn. Rồi các bạn trách mình nữa. Nên cái đề tài đó mình sẽ làm thật kỹ rồi mình sẽ công chiếu cho các bạn xem nha. Và cái video ngày hôm nay mình muốn nói tới một cái vấn đề, đó chính là video keyword. Đó chính là tịch thu. Các bạn làm YouTube chưa chắc gì các bạn ở đây biết về cái video keyword và cái tịch thu nó có giá trị và nó giúp cho cái video của mình nhanh lên top và cũng như là lên top tìm kiếm Google nó nhanh như thế nào. Thì bây giờ các bạn nhìn vào màn hình thì các bạn sẽ biết về cái video keyword nó là như thế nào nha các bạn. Và rồi hôm nay mình sẽ nói rõ cho các bạn cái biết về cách sell cái video bạn cho nhanh lên top. Và để đạt được cái lượng view cao, để đạt được cái lượng view cao như thế này á, thì cái video bạn phải tối ưu và nó phải chuẩn thì cái lượt view đổ về cho các bạn nó mới nhiều được và các bạn mới nhanh lên top được. Thì hôm nay mình sẽ nói rõ về cái vấn đề, đó chính là tịch thu này. Cái tịch thu này người ta còn gọi là video keyword. Nó rất là quan trọng nha các bạn. Các bạn làm YouTube mà các bạn không nắm về cái tịch thu này á thì các bạn sẽ không thể nào mà sell cái video bạn cho nó lên top và đạt lượng view khủng được. Thì để mà làm được như vậy á thì mình sẽ làm một cái mẫu cho các bạn xem thử nha. Thì ở đây mình có một cái mẫu video này mà mình quay về cái đời sống ở Tiền Giang, Gò Công, thì mình sẽ cho các bạn xem thử nha. Thì các bạn cũng thấy là cái video này mình quay về vlog nè, đúng không? Mình quay về cái cuộc sống ở Gò Công, Tiền Giang. Thì để cái tịch thô mà mình quay á là sẽ có một cái dãy số như thế này nè các bạn. Đó, một cái dãy số ngoằn ngoèo ngoèo nè. Mà nếu các bạn không biết á, về cái cách sell á thì các bạn sẽ up luôn cái dãy số này, đúng không? Các bạn up luôn cái dãy số này lên trên kênh YouTube bạn luôn và các bạn ghi tiêu đề thôi. Nhưng bản chất cái tịch thô này, tức là video keyword này á, nó là một cái dãy số ngoằn ngoèo nè. Thì làm sao mà có thể chuẩn SEO để mà đưa cái video bạn lên Google tìm kiếm mà thấy được? Thì rất là khó để mà các bạn được đề xuất cũng như là đạt được cái lượng view khủng từ cái video này. Thì để mà làm được á thì mình sẽ chỉ các bạn cái cách mà để các bạn thay đổi á cái tịch thô này, tức là video keyword này, cho nó đúng cách nha. Thì các bạn coi mình làm từ từ nè, còn nhiều cái lắm, các bạn phải xem kỹ nha. Và bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cái cách mà đổi tên cái video này. Thì các bạn làm về cái chủ đề như thế nào á thì các bạn đổi tên thành cái chủ đề đó. Thì cái video này mình làm về chủ đề là đời sống Tiền Giang, Gò Công, thì mình chỉ cần mình đổi tên nó thành đời sống Tiền Giang, Gò Công là được. Thì mình bấm chuột phải vào máy tính, thì mình bấm chuột phải và mình chọn phần name nè. Còn ở trên điện thoại là cái phần đổi tên nha các bạn. Thì các bạn cũng làm tương tự như vậy. Thì mình đổi tên là mình ghi là mình ghi demo thử với các bạn coi thôi nha. Mình làm mẫu thôi. Mình ghi là đời sống Tiền Giang, Gò Công. Đó, mình chỉ cần ghi ngắn như thế này là được nha các bạn. Các bạn tránh ghi dài quá và tránh ghi có dấu nha các bạn. Các bạn không được ghi có dấu nha. Và các bạn phải nhớ rằng là luôn luôn phải có cái dấu gạch, xếp gạch này các bạn. Đó, các bạn phải có dấu này nha. Hoặc là các bạn có sử dụng cái dấu gạch ngang cũng được nữa, không sao hết. Đó, mình có thể thay đổi cái dấu xếp gạch này bằng cái dấu gạch ngang này cũng được nữa nha các bạn nha. Đó, nhưng thường thường là mình làm là mình để cái dấu xếp gạch này. Đó là cái bước đầu tiên mình chỉ các bạn về cái chuẩn SEO
video của các bạn, đó là video cây quật. Thì lúc mà các bạn đăng lên trên kênh YouTube các bạn á, thì nó sẽ nằm ngay cái thư mục tịch thu này. Đó, nó sẽ ra cái đúng những cái chữ mà các bạn ghi cái phần mà video cây quật đó. Đó, thì nó chuẩn thì các bạn sẽ nhanh lên top và cũng như là kiếm lượt view cao về cho các bạn. Đó là cái cách thứ nhất và cũng là cái bước đầu tiên mà các bạn cần phải biết khi để làm YouTube. Và cái bước thứ hai nữa là cái hình thu nhỏ này các bạn. Các bạn thấy hình thu nhỏ này không? Là các bạn vẫn phải đổi tên cái hình thu nhỏ này y như là cái video cây quật mà mình chỉ các bạn vậy đó. Thì cái hình thu nhỏ này đó mà các bạn thấy mình đã tải về nè, thì nó cũng có chữ là nè, mình sẽ cho các bạn xem thử nha. Đó, các bạn thấy không? Đánh phụ nữ giữa đường nè. Đó, nếu mà bạn đăng cái hình thu nhỏ lên trên kênh YouTube các bạn á, thì các bạn cũng phải đổi tên cái hình thu nhỏ thành đúng theo cái tiêu đề của video các bạn là gì. Thì cái tiêu đề các bạn á là đánh phụ nữ giữa đường, đúng không? Đó, các bạn chỉ cần ghi cái từ khóa chính thôi, nó là đánh phụ nữ giữa đường. Thì cái hình thu nhỏ này cũng là đánh phụ nữ giữa đường, đổi cái tịch thu nó thành là đánh phụ nữ giữa đường. Và cái video cây quật của nó cũng là đánh phụ nữ giữa đường luôn. Đó là các bạn đã chuẩn SEO tất cả các bước. Và các bạn chỉ việc mà đặt thêm cái từ khóa ngắt nữa phía sau lưng nữa là thôi. Từ khóa ngắt thì các bạn có thể đặt bất cứ cái gì các bạn đặt. Còn cái phần trên này á, cái phần từ khóa đầu tiên này á, là từ khóa chính. Thì sau này các bạn chỉ cần tìm kiếm những cái từ khóa liên quan đến đánh phụ nữ giữa đường thì là cái video các bạn nó có nằm trong top đó. Thì nó nằm trong top tìm kiếm của Google thì cái lượng view đổ về các bạn rất là nhiều. Thì các bạn xem từ từ rồi các bạn sẽ hiểu nha. Thì bây giờ mình còn một cái video này. Cái video này là mình nói về là gấp thú bông giải trí chỉ 50k, làm chuẩn hết tất cả luôn nè các bạn thấy không nè. Đó, cái tịch thu của mình cũng là gấp thú bông giải trí, đúng không? Mình thêm chữ 2019 nữa nè. Đó, nó ngắn gọn như thế này thôi nha các bạn. Các bạn đừng làm dài quá thì nó sẽ mất đi hết một số từ. Thì cái tịch thu này nó yêu cầu là từ khoảng chừng 7 từ đổ lại thôi, là các bạn đếm đi nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, khoảng 7 từ đổ lại là được. Đó, như cái video này á thì là mình đã chuẩn SEO tất cả luôn nè các bạn. Mình đang chơi chơi lên trên một cái kênh mà nó không có lượt subscribe gì luôn á, mà nó vẫn kiếm được 4.000 lượt xem nè các bạn. Đó là do cái chuẩn SEO của mình. Đó, các bạn thấy không, cái chữ gấp thú bông nè, giải trí 50k. Đó, mình đã SEO cái chữ là gấp thú bông giải trí nè các bạn thấy không. Đầu tiên là mình ghi chữ gấp thú bông giải trí. Rồi phía sau đó mình muốn ghi thêm cái chữ gì á thì mình ghi cũng được, cái đó là tự do. Nhưng cái từ khóa chính á, là mình phải biết cái từ khóa đó là phải trùng với cái tịch thu, tức là video cây quật á. Rồi cái hình thu nhỏ này nó cũng mang tên như vậy luôn. Và tất cả đều phải có dấu cắt này hết nha các bạn. Thấy không? Dấu gạch ngang này nè. Đó mới được nha. Đó là cái chuẩn SEO là như thế nào. Các bạn làm đúng như vậy thì nó sẽ nhanh lên top lắm. Và cái bước quan trọng nữa luôn mà giúp cho cái video bạn mà cạnh tranh với người khác, tức là cái video các bạn về gấp thú bông thì các bạn sẽ nằm múc ở hàng ngàn, hàng triệu cái độ tìm kiếm á. Bạn nằm nó rất là lâu người ta mới tìm kiếm được tới bạn, vì cái video bạn chất lượng nó không cao, rất là quan trọng nha. Bây giờ chất lượng video bạn cao á thì là các bạn sẽ nhanh được lên top và nhanh được đề xuất hơn. Vì vậy tất cả video của mình á là mình đều cho độ phân giải mà cao nhất của nó luôn, là mình đẩy lên tới 4K, các bạn thấy chưa. Đó, nếu như các bạn để Full HD cũng vẫn được, nhưng mà cái độ cạnh tranh các bạn nó sẽ không cao bằng người ta được, đúng không? Vì vậy mình sẽ đẩy lên video mình lên tới 2K nè, mình đẩy video lên tới 4K. Thì mình sẽ dành một cái video nữa mà hướng dẫn các bạn mà tăng cái video các bạn lên cái độ phân giải cao như thế nào. Và nếu như các bạn đang sử dụng một chiếc điện thoại mà nó có độ phân giải màn hình cao á, như là 2K, 4K đó, hoặc là nó có thể xem được video 2K, 4K đó, thì các bạn vô tư mà làm thì nó rất là đơn giản. Các bạn quay vlog này kia, bạn quay chế độ 2K, 4K thì bạn đăng lên là quá chuẩn. Còn nếu như các bạn không có điện thoại mà nó 2K, 4K thì mình sẽ sử dụng một cái phần mềm mà mình sẽ giới thiệu bạn trong cái phần video kế tiếp. Thì đó, các bạn phải SEO cho cái video các bạn, làm sao cho cái độ phân giải của video nó càng cao thì cái mức độ bạn lên top nó càng nhanh ha. Đó là như vậy.
là vì YouTube đánh giá chất lượng video càng cao á thì mình sẽ nhanh lên top. Đó, vì vậy mình đặt cái tiêu đề mà của cái video này của mình là gấp thú bông giải trí chỉ 50k và cải kết hơn cả bên mong đợi, và mình mở hoặc video 4k, các bạn thấy chưa? Vì vậy bây giờ cái từ khóa này nó mình chỉ cần search nhẹ trên Google thôi, mình search nhẹ trên Google thì là nó ra liền các bạn. Nè, mình search nhẹ cái từ khóa chính của mình nha, mình sao chép nè. Nè, mình dán nó vào đây cho các bạn xem thử nha. Đó, các bạn thấy không, cái top đầu tiên tìm kiếm á, là nó đã có cái video của mình nằm ngay đây rồi, đúng không? Bây giờ người ta chỉ cần tìm cái từ khóa là gấp thú bông giải trí đó, thì nó cũng sẽ ra cái video của mình. Thì nó ra là cái phần video của mình là thứ nhất, và cái phần hình ảnh thức hình thu nhỏ mà đã đổi tên thành gấp thú bông giải trí các bạn thì nó cũng ra luôn. Đó, các bạn thấy chưa, đó là cái sự lợi hại của cái sự mà đổi tên cái tịch thô các bạn. Nếu mà các bạn không đổi tên cái tịch thô các bạn á, thì các bạn search trên cái Google tìm kiếm này sẽ rất là khó mà để mà thấy được cái video của các bạn. Đó, nếu như các bạn làm đúng á, thì nó sẽ ra những cái video tương tự này nè. Đó, các bạn thấy không, thì cái video bạn cũng nằm trong số đó, nên các bạn dễ dàng mà lên top lắm. Nên các bạn phải xem kỹ cái video này. Đó, thì các bạn làm nó sẽ chuẩn, và các bạn sẽ kiếm view về nó cho các bạn rất là cao. Đó, các bạn thấy không, rất là nhiều video mà người ta làm về cái đề tài đó, thì cái video của mình nó cũng nằm trong top đó luôn. Các bạn thấy chưa, các bạn thấy không, cái video mình nó cũng nằm trong top đó luôn. Rồi, nãy giờ thì mình cũng đã chia sẻ hết một số kinh nghiệm mà mình biết được trong khoảng thời gian làm YouTube. Thì mình hy vọng một chút kinh nghiệm nho nhỏ đó của mình sẽ giúp các bạn trong cái bước mà khởi đầu vào cái con đường làm YouTube này. Chúc các bạn luôn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Thì các bạn thấy video mình hay, hãy luôn nhớ hãy like, subscribe, ủng hộ cho mình nha, để mình có tinh thần ra thật nhiều video hay hơn nữa cho các bạn cùng xem. Và bây giờ cũng khuya rồi, mình cũng phải cần đi ngủ để mai còn đi làm nữa. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.